Quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến, Nguyên Audio tiếp tục lên sóng để giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc đài cổ đến từ đất nước Nhật Bản. Đó là chiếc đài rất nổi tiếng của hãng Nationa mang model RX 5600. Chiếc đài hàng nội địa của Nhật Bản chạy điện 100V với một hình thức rất là cổ kính quý vị nhé. Chiếc đài này thì nó chạy một cửa băng cassette có radio AM, FM, tần sóng 108 và ngoài ra có đường line-in phone để cho chúng ta kết nối với đầu đĩa than và các thiết bị thông minh khác như là điện thoại, laptop, máy tính quý vị nhé. Có hai đồng hồ vu vàng lắc theo điệu nhạc rất là đẹp và chiếc đài này là đài một cục nên là quý vị và các bạn chúng ta xách đi chơi giao lưu rất là tiện quý vị nhé. Chiếc đài sử dụng loa hai đường tiếng, một loa bass và một loa chép, và chiếc đài này thì về tại cửa hàng Nguyên Audio trong tình trạng đẹp xuất sắc quý vị nhé, đẹp xuất sắc di nguyên bản, mọi chức năng thì hoạt động hoàn hảo quý vị nhé. Chiếc đài này thì về tại cửa hàng Nguyên Audio trong tình trạng đẹp xuất sắc quý vị nhé, zin nguyên bản, mọi chức năng thì hoạt động hoàn hảo. Nó những cái núm nút ở bên trên chiếc đài này thì được mạ chrome quý vị nhé, được mạ chrome thì sáng bóng này, đặc biệt là có cái đồng hồ vu vàng lắc theo điệu nhạc nó rất là to, màu vàng rất là đẹp quý vị nhé. Và trước khi vào test chiếc đài này thì Nguyên Audio cũng xin được báo giá luôn, cửa hàng đang bán với giá là 8 triệu 500 nghìn đồng. Mọi nhu cầu quý vị liên hệ theo số điện thoại là 0358 237 899, Nguyên Audio giao hàng toàn quốc, và số máy này chính là số Zalo của Nguyên Audio. Quý vị kết nối Zalo thì Nguyên Audio sẽ chụp ảnh và test chi tiết trước khi gửi cho quý vị nhé. Và bây giờ sẽ test cho quý vị và các bạn chúng ta cái radio đầu tiên này. Nó có vi tinh chỉnh bát chép riêng biệt nên là tiếng của nó, chất âm của nó thì rất là hay nhé. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin bản quyền do kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam và Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, radio của nó thì bắt sóng thì nét căng quý vị ạ, nét căng luôn. Chủ động thích ứng, góp phần. Tiếp theo thì Nguyên Audio sẽ test băng cassette quý vị nhé. Nguyên Audio sẽ test là ca sĩ Tuấn Vũ chọn lọc này. Bài này thì chơi bằng đầu từ mê tan chống mòn nên là tiếng của nó thì rất là hay đấy ạ. Lần này buồn lắm em ơi, nhưng chẳng qua sự đời, bao nhiêu lần thương, bao nhiêu lần nhớ, không biết người đời. Rất là nhiều các tính năng để cho chúng ta nghe quý vị nhé. Vì mơ mộng nhiều, ngày cưới xe hoa, nhưng người ta phụ mình. Quen nhau làm chi, thương đông chuộc lấy, chấp nhận từ đây, tình trôi theo tháng. Trả cho anh lời đắng cay làm chi, em trả cho anh lời cay đắng làm gì, vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng, nhưng em nào này xin chối từ. Vô quý vị nhé, đấy vô. Tiếng của nó thì rất là rõ quý vị ạ, rất là rõ và sáng quý vị nhé. Chiếc đài này thì mỗi một bên loa có công suất là 45W. Hai
hai đường tiếng bốn loa. Được thư lần này buồn lắm em ơi, nhưng chẳng qua sự đời. Bao nhiêu lần thương, bao nhiêu lần nhớ, biết người thờ ơ nhưng sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều, ngày cưới xe hoa, nhưng người ta phụ mình. Quen nhau làm chi, thương đau chuộc lấy. Chấp nhận từ đây, tình trôi theo tháng ngày. Tôi bây giờ, anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ, em trả cho anh lời đắng cay làm chi, em trả cho anh lời cay đắng làm gì. Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay, nhưng em nào hay cho em nhiều quá. Lỡ một lần say từ nay xin chối từ, nhưng em nào hay cho em nhiều quá. Lỡ một lần say từ nay xin chối. Nguyên Audio xin được dừng video tại đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo. Lỡ một lần say.